bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang ở cầu Ba Láng của tỉnh Hậu Giang. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với cái series đó là quay cảnh các anh em đập mộ để mà di dời hải cốt đi chỗ khác để mà cho nhà nước làm khu quy hoạch nha các bạn. Đó thì hiện tại thì mình hơi là trễ một xíu, thì các anh đang đập hết một phần trên rồi và đang bưng cái bia ha. Thì cái bia này thì không có hình, chỉ là tên thôi. Và theo như cái năm mà ghi trên đó thì năm nay nó là 26 năm nha các bạn. Thì theo như mình thấy là đây là cái mộ. À cái mộ này là mình nghĩ là chôn lâu rồi. Còn cái bia kia là chủ yếu là xây lại sau thôi ha các bạn. Dạ anh cho em hỏi là chôn ông cụ là cách đây 26 năm hay là cái mã ngoài là 26 năm ông cụ? Ai ở kìa, tôi đâu biết nữa. Dạ chú cho con hỏi thăm đó là ông cụ này là chết mất cách đây 26 năm hay là cái mã ngoài mình làm 26 năm? Cách đây 26 năm. Dạ. Vì là cái ngoài là mình chỉ mới tăng trang thôi ha. Mới làm hơn được năm nay. Dạ. Đó thì cái trong là 26 năm nha các bạn. Còn ở bên ngoài là chỉ mới tăng trang cách đây 10 năm là mình xây bông lên. Vì là vô khu quy hoạch của nhà nước đó, cho nên là mình phải di dời hài cốt của ông đi chỗ khác nha. Có cây sầu riêng nhỏ được không? Chấu. Hôm trước mình quay cho các bạn xem thì không có chấu ha. Còn cái này là chấu rất là nhiều. Dồn chấu vô. Cái này theo như các anh nói lại là sẽ lấy hài cốt của cụ ra luôn nha các bạn. Vì đã 20 mấy năm rồi. Thì mình sẽ tiến lại gần chút xíu để cho mọi người và các bạn cùng xem ha. Đây là cái mã cũ. 20 mấy năm trước là mã rất là đơn sơ hết các bạn. Ghi chữ bằng tay luôn. Bên ngoài chỉ là ốp gạch xong rồi dán gạch bông lên thôi. Bây giờ thì mấy anh đang nhờ điện máy bên sông đó, đang kéo dây điện bên sông á để mà sử dụng cái máy bắn. Ta có thể bằng ra nó chặt lên. Cái bên trong mà đập nó mới cứng nha các bạn, vì là cái bên ngoài là chỉ xây gạch sau đó là lát gạch lên nó mềm, nó không được khi đập nó là cứng. Trời ơi, bể cái đầu. Cái cán dài cả mét đó các bạn, mà làm cho rất là cái nặng ha. Được ghi bằng tay, vẽ bằng ốc trắng luôn ha.
trên nữa bạn. Thì mình xin phép nói vài câu á, thì mình được quay video này thì được sự cho phép của người nhà cũng như là các anh đang làm cái chuyện này, cho nên là mình quay lại để mà khi mà người nhà của ông bà đang làm một cái xem lại để lại những kỷ niệm cho các bạn. Chứ thật sự thì mình đi quay không có thể nào nói là tập chờ để người ta đặt màu đặt áo rồi để quay lại để cái gì ha. Đó đó. Xeo ra. Cái này là dập thôi, không có bê tông cho nên cũng khá nhẹ. Bên trong toàn là gạch một hai không. Và ở bên trong này là tiếp tục là một lớp cát nha các bạn. Rất là chuyên nghiệp đó, rất là nhanh. Mỗi người một cây len, một người một tay một chân cho nên là làm rất là nhanh. Lúc cái lớp cát này ra là tới cái phần quan tài rất là nhanh. Được chôn cách đây là hai mấy năm á, cho nên là thực sự là hồi xưa là người ta chôn hầm đất á, chứ không phải như bây giờ chôn trong cái hốc bê tông nha các bạn, cho nên là rất là sâu ha. Bây
sau khi nãy giờ mấy anh bắn cái bề ngoài á, thì bây giờ anh Phong đang đập cái tấm vỉ ở trên nha các bạn. Thì sau dưới lớp vỉ này là tới cái hàng ha. Anh ấy mò coi có sót cái tài sản gì không vậy nè. Ủa vậy nè, một lớp đập hết sắt rồi, đập lấy sắt ra luôn. Ủa cái này là thêm một lớp cát nữa anh Phong. Mấy anh đang thay phiên nhau đập cái gì hết trơn ha. Bê tông hai mấy năm về trước mà thử nó rất là cứng nha các bạn. Thì búa nó nhiều rất là nặng, 5 kg. Hai bên nó còn kẹp bê tông rất là nhiều cho nên là thọt cái đầu xà bèn xe hai bên để lên một phát một ha. Nếu mà nặng quá thì sẽ đục thêm nữa. Mình thấy thì nó nhớm nhớm mà. Rất là nặng ha, là khó khăn lắm các bạn. Dạ anh em bưng bu vô hết để mà tiếp sức ha. Là bưng nguyên về lên luôn nha các bạn. Đúng là phong kìa, đúng là phong lên kìa. Đúng là phong kìa. Nguyên khúc bê tông luôn, hề gì nó nặng. Cái này là lên nguyên vỉ luôn ha. Lên ha. Còn quá trời nặng luôn cho nên là phải đập ra bớt. Còn cái vỉ sắt không á, đem lên nó nhẹ hơn. Còn để nguyên cái khối bê tông bưng rất là nặng. Sắt 20 mấy năm mà vẫn còn đen mung, mới chát luôn. Này đem ra là bán dây chai phế liệu bong bóng nha các bạn, 6.000 ký. Rồi bây giờ thì tới cái phần quan trọng ha. Các anh sẽ vét những cái xe bằng ra và cát tới phần nạo đuôi cho tới cái quan tài nha các bạn. Xúc rất là nhẹ nhàng nhé.
cao su cũ nè lau ra và kiểm tra phần đáy của cái hàng các bạn coi nó còn cứng không ha.
nếu mà cảm thấy còn tốt thì sẽ dùng cao su mới trồng vô luôn. Rất là sâu, cả mét, sâu cả mét luôn ạ. Dùng cái cây sắt làm cái đầu móc, móc xuống dưới cái đầu kích hình lên xem nó còn cứng không phải. Các cái phần đầu kia nó còn nhiều, các bạn nó hít chưa móc hết ha. Cái nắp này nó thật 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 thật. Nước tỉnh bệnh nó dưới các bạn. Cái gì bánh con? Quá đẹp chứ. Đây là đấu tranh cãi gì ai cũng bị dán người của các bạn. Cái đâu?
xỏ cái đầu xu vô luôn á, dễ bưng hơn. Quay lại cái đầu này, cái miếng này đúng không? Đầu kia đi, để lấy cái kia. Hai ba giỏi lắm luôn ha. Rồi chú ở đây bưng tấm dáng chuẩn bị để sẵn á, để lòn cái vòng dây vô luôn. Chú gửi cho miếng dán đằng kia. Anh em ở đây chỉ cần bưng lên á, để lên miếng dán cho nó xỏ con dây lại ha. Nó là nặng nha các bạn. Chim cái đòn vô kìa. Mấy cái đòn giữa nữa. Mấy cái đòn nhỏ nó chạy ngay đây nè. Cái hàng nó lên. Rồi, hai cái đòn dưới nữa. Rút cái đòn này ra đi. Đủ ra vậy. Rút thôi là ok chứ. Đòn chim giữa nè. Dán sườn phải nói là hai mấy năm trước rất là tốt, ở dưới thành tích với được công quan luôn nha mọi người. Mình còn là 9 người bưng các bạn. Rất là nặng luôn các bạn. Dán ở dưới cái đứng này như là nguyên tấm luôn nè, dán hồi đó là nguyên tấm luôn. Đây. 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 Đây.
Vì lý do là cái đường bên kia không có đi bộ được đó mọi người, cho nên là phải đưa xuống xuồng như thế này nè, và lội quá trời cạn luôn, đúng là tới trên lưng quần luôn, cho nên là phải làm như thế này nè các bạn, quá trời cực luôn. Cực khổ. Bây giờ là mấy anh bên lấy mộ là phải bưng lên một cái nữa ha, rồi mới bưng lại đằng tới cái chỗ mà chỗ mới các bạn. Rất là lâu, khó nữa. Cái chiếc xuồng như vậy nghe nó cũng khá là nhỏ nè, rồi 4-5 anh em xuống nó bị nghiêng, cái khó đi lên đi xuống á. Bây giờ là hiện tại là 8 người 8 người đang gồng gánh hết sức để mà bơm lên ha. Rồi. 20 mấy năm mà có phần lượng dưới rất là cứng đó, lăn như vậy mà vẫn chưa xi nhê nha các bạn. Thì sau khi mà các anh ấy mà bưng lên thành công thì mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Vì video của mình thì cũng khá rất là dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Dán dày 3 phần. Dạ.
có nước chảy ra nè các bạn, mà không biết là nước hồi nãy giờ bên ngoài vô bên trong ra nè. Nước chảy nè. Trời ơi, coi nè nước nè. Nãy giờ lý do là mình xê chịch nhích tới nhích lui nhiều lần quá, dán bị nứt rồi, chảy nước quá trời luôn các bạn. Thôi thì mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.